Đỗ Quốc Việt Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021 và tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Tuấn, chủ kênh Đỗ Quốc Việt Tuấn. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị, tới quý anh chị một bộ trường kỷ cũ tái được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình. Và bộ ghế này thì đã được cơ sở của chúng tôi là hoàn thiện kỹ dưới giáp cũng như là si sắt đánh trơ vân gỗ theo đúng lối cổ. Và quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà muốn sở hữu một trong những bộ trường kỷ hàng khủng đẳng cấp và đỉnh cao như thế này thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho cơ sở của chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 083 626 9999 hoặc qua số Zalo là 0985 230 888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể về khu Tượng Đài, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cơ sở của chúng tôi cách khu Tượng Đài rẽ vào trong cổng nắng mất chừng vài trăm mét. Và sau đây thì tôi sẽ đi vào đường nét chi tiết nhất của bộ ghế này để cho quý vị cùng xem. Bộ ghế này thì được đục lẻ lên, đục tích là tích cổ đồ thưa quý vị, đục tích cổ đồ. Và kích thước là tôi đọc là đoạn này là hai ghế này là chiều dài là 2m và nhân chiều sâu ở trong lòng sử dụng là 48 phân, chiều cao từ mặt đất lên mặt ghế kia là 50 phân. Và hai tấm lá này là đều là một cục bông làm đôi cùng vân cùng gân, và lá ghế này là dày đủ độ 2 phân 3 chỉ. Còn bàn này thì là chiều dài là 1m07 thưa quý vị, 1m07 và nhân chiều ngang là 55 và cao là 80 phân. Đó, 80 phân. Rất đẹp. Và tôi sẽ đi vào đường nét của chiếc ghế ở bên này trước để cho quý vị xem trước ạ. Đây là mặt ghế đấy ạ. Mặt ghế đây được đánh si sát trơ vân gỗ luôn. Chất gỗ cực là đỉnh luôn, cũng như là dăm gỗ mịn. Và tôi xin cam kết là gỗ cụ ta Quảng Bình 100%. Với chúng tôi giao lưu với anh em mọi miền Tổ quốc, cả anh em thợ lẫn người dân tiêu dùng. Quý vị nào mà thực sự có nhu cầu có thể đến trực tiếp. Và đây, mặt ván này rất dày luôn, mặt 3 chỉ. Và là chất gỗ thì không thể chê được rồi. Đó. Và chúng ta đi ở qua cái cuốn một chút. Đây cuốn này ạ. Quay chiều này là hơi bóng. Chúng tôi quay thời điểm bây giờ là hơn già 5 giờ một tí, nó hơi tối rồi. Và đây là cuốn tay. Nó mịn, sờ mắt lạnh luôn. Mùa rét này đánh kỹ, đâm ra sờ mắt nịm luôn. Dăm gỗ rất là lì dăm. Và lành lặn. Lành lặn đến 95% thưa quý vị. Và chúng ta xuống ở phần vách đây. Vách đây được đục tích là tích cổ đô. Và đây là được đục những cái bát này, những cây kiếm cũng như những cái quạt. Cùng với đó là những cây hoa hồng, quạt ba tiêu đấy ạ, và đôi cuốn thư. Đó, đây quý vị thấy ạ, đục này lên. Đục theo đúng lối cổ và được đục tay thủ công. Và sang bên đây. Đây là một cái bàn. Đó, cùng với đó là những cái chậu để những cái ấm, những cái giải mây. Cùng với đó là những cái chậu hoa cúc, hoa mai. Đó, rất là đẹp. Và đây là một cái lư hương. Và đang những cái khói đang đốt ở trong này nó bay lên. Đó, đục rất là đẹp luôn thưa quý vị. Đúng theo lối cổ luôn. Và sang bên đây là một cái bầu rượu cũng như là sợi dây sâu, những đồng tiền và những giải lụa. Cùng với đó là cây tùng, những cái gốc cây, những cái ấm và những cái bàn, những cái hộp bút đấy ạ thưa quý vị. Đó, rất là đẹp luôn. Đục tích cổ đô. Và dưới này được đục chạy những cái đường lá nho. Và đầu cuốn này, đầu cuốn này thì được đục tích là tùng cúc trúc mai bốn mùa xuân hạ thu đông. Cuốn này thì trên này là cuốn chấp. Và chúng ta cùng xuống dưới bệ. Đây bệ đấy ạ. Bệ thì được đục các cái đường triện cũng như là các cây nho và những cuốn thư. Đó, những cây kiếm. Và vào giữa đây là những cây hoa mai, những cùng những đôi chim. Rất là đẹp luôn. Tôi quay đại khái thôi. Quý vị nào mà thực sự có nhu cầu có thể đến trực tiếp cơ sở chúng tôi để xem mục sở thị cái sản phẩm này. Và đây là đông ngang. Và tôi quay luôn cho quý vị xem ở bên hậu đây ạ. Bên hậu cũng như vậy. Hàng lành lặn. Mộng mẹo thì chắc chắn zin. Và chúng ta bắt đầu là sang ở cái ghế ở bên đây. Ghế bên này đây ạ. Đây tôi quay cho quý vị xem đây. Đây mặt ghế bên này cũng tương tự như mặt ghế bên kia. Đấy, trời nó bóng này. Quý vị thấy là đây là ánh sáng này. Ánh sáng trắng. Hơi mờ một chút. Mà lên màu gỗ nó đã gần đỉnh cao. Nó đã nì bóng như này thì quý vị thấy là khâu hoàn thiện. Cũng như chất gỗ cụ ta của mình nó rất là già. Mặt nành nặn không nứt nẻ một chút nào cả. Và chúng ta tiếp theo lên cái cuốn này ạ. Đây tôi quay cuốn cho quý vị xem. Đây cuốn tay đây. Cuốn tay ở bên kia.
bóng lừ luôn. Đó đây ạ. Rất là vân, những cái thằn gỗ vân. Cháy luôn này. Quý vị đến xem thì không để quý vị phải thất vọng luôn với cái sản phẩm này. Quá đẹp. Và vào chút phần vách. Phần vách bên này cũng như vậy. Đối với nhau. Và tôi tả ở bên kia rồi. Và bên này thì tôi chỉ quay đại khái qua cho quý vị xem thôi ạ. Đó, để có quý vị có thể dễ hình dung. Và xuống phần dạ. Và rất lâu rồi chúng tôi lại sưu tầm được bộ trường nó đục tích cổ đồ như thế này. Và gỗ nó chung chọi. Tiếp theo là mặt sau. Mùa đông hôm nay thì là 10 độ. Rất là rét. Đâm ra là cái ánh sáng nó mờ vào camera nó không thể rõ được. Còn đây là mặt bàn đây ạ. Mặt bàn cũng như vậy. Lành lặn tuyệt đối. Và ở phần yếm này thì được đục các cái đường dây nho. Và dưới này quý vị có thể để đợt này quý vị có thể để chè thuốc ở dưới này. Cùng với đó là một cái đợt để chân. Và ngoài sản phẩm là bộ trường đục tích cổ đồ này ra thì đơn vị của chúng tôi còn bán rất nhiều những mẫu mã cùng với đó là những bộ trường khác. Thì kính mong quý vị có thể về trực tiếp tại đơn vị của chúng tôi để xem cũng như là lựa được cho mình những cái bộ ghế, chiếc sập, cùng đó những chiếc tủ tre, rất nhiều món đồ gỗ theo lối cổ mà phù hợp nhất với không gian nội thất của nhà mình. Và quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cúc Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên nghe. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.